Rồi hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel YouTube của Linh Kiện RC. Đây, chúng tôi đã quay trở lại với cái background quen thuộc ở đây. Và ngày hôm nay vẫn tiếp tục là một số Q&A với những câu hỏi vô cùng đặc biệt đến từ các bạn khán giả xem video. Ngay bây giờ hãy đi vào câu hỏi đầu tiên nha. Câu hỏi đầu tiên, đấy là cách khắc phục tay cầm Mini 2 khi pin báo 3 vạch. Vừa bay lên thì bị tắt nguồn đột ngột, nhưng mà mở thì không lên, sạc thì không vào. Tay cầm Mini 2 đúng không? Vâng. Cái lỗi này cũng một số anh em là anh đã từng gặp rồi, cũng có gọi điện cho anh hỏi cái vấn đề này rồi. Tức là đã có nhiều trường hợp gặp phải cái như thế này rồi. Mini 2 thì cũng có, trước đây là có đa số những cái trường hợp như thế này, thông thường là hay bị từ lỗi từ nhà sản xuất. Thì ngay từ khi mà mới, máy mới thì có những cái trường hợp là cái tay cầm từ nhà sản xuất là bị lỗi ngay luôn. Thì thông thường với những cách như thế này thì nếu như máy của anh em còn bảo hành thì anh em cứ gửi đi bảo hành thôi, mất chút thời gian thôi, nhưng mà đổi luôn tay cầm mới là rất là dễ. Cái này, bệnh này thông thường nó đến từ cái việc mà máy bị tắt nguồn đột ngột, cái tay cầm bị tắt nguồn đột ngột thì là do cái viên pin hoặc là cái mạch ở bên trong cái tay cầm có vấn đề. Nói chung nó là lỗi của phần cứng. Và vì vậy cho nên là chúng ta sẽ cần phải sửa chữa. Và nếu như máy của anh em mà hết bảo hành thì anh em có thể là gửi đến những cái nơi sửa chữa uy tín. Cũng lưu ý anh em là cũng không nên là chọc máy vào, tại vì là cái tay cầm thì nó cũng là một cái thiết bị mà tương đối là quan trọng. Vì vậy cho nên là anh em không nên sửa chữa, tự sửa chữa chọc máy. Chúng ta hãy nên gửi đến nơi sửa chữa tốt nhất. Nói chung là không nên là tự mình khám phá ra, không là kẻo anh em lại không có chuyên môn lại chữa lợn lành thành lợn què. Đúng rồi. Cái lỗi này thông thường đa số đến từ cái máy mới thôi, máy từ nhà sản xuất thì cái này là của nhà sản xuất. Đa số anh gặp là như vậy. Thì cứ sửa mất thời gian một chút thôi. Lúc đấy nó khoảng mất khoảng 7 đến 15 ngày là có lại có tay cầm mới dùng được. Rồi, câu hỏi số 2, đấy là kháng gió của Mavic Air 2 có hơn với Mini 2 nhiều không? Về kháng gió của Mavic Air 2 và Mini 2 thì theo như cái công bố của nhà sản xuất là đều là cấp 5. Tức là khoảng từ 38 km/h, 30 đến 38 km/h. Thì đây là một cái tốc độ bay của Flycam tương đối là nhanh rồi. Và với Mavic Air 2 hay Mini 2 thì đều có độ kháng gió cũng tốt. Tuy nhiên thì nếu mà xét về gọi là cái cảm quan và cái trọng lượng thì tất nhiên là E2 thì nó nặng hơn, đầm hơn. Và cái độ bay của nó, cái động cơ của nó cũng to hơn. Vì vậy cho nên là khi mà trong cái trường hợp mà anh em cần kháng gió thì có thể bật chế độ Sport Mode, chế độ Sport để bay nhanh hơn. Và cái hai cái thiết bị này thì tất nhiên nếu như mà khách quan mà nói thì ngoài bỏ qua ngoài cái thông số của nhà sản xuất thì nếu như là anh thì anh sẽ thông thường thì nếu mà nói về độ kháng gió thì bay độ đầm và chắc thì E2 bay chắc hơn rất nhiều. Bay trong nhiều điều kiện môi trường tương đối là an toàn, yên tâm. Rồi, câu hỏi tiếp theo, cách kiểm tra ngày kích hoạt trên các DJI drone, nhất là Mavic 3. Anh em hôm nay hỏi nhiều về DJI thế. DJI kiểm tra kích hoạt thì thông thường là với những cái trường hợp chắc là anh em mua bán máy cũ lại thì thông thường sẽ kiểm tra cái ngày kích hoạt như thế này. Và kiểm tra ngày kích hoạt thì cũng xác định xem là có mấy cái yếu tố, nếu như anh em mua bán máy cũ hơi ngoài lề một tí, đó là anh em sẽ kiểm tra ngày kích hoạt này và cái số lần mà sạc pin. Số lần sạc pin thì để xác định xem là con máy đã sử dụng được lâu chưa và cái cường độ sử dụng nó như thế nào. Còn để mà kiểm tra được cái ngày kích hoạt trên những cái dòng flycam của DJI thì rất là đơn giản, tại vì DJI họ kiểm soát phần mềm rất tốt rồi. Anh em cứ vào app kết nối DJI này, kết nối vào trong cái con máy của mình, vào phần profile và sau đấy thì anh em vào phần management này. À cái đấy nó là device management. Device management đúng rồi. Đó thì có 4 bước thôi. Đó là anh em sẽ vào app DJI Fly và sau đấy thì sẽ kết nối với control của mình vào phần profile và phần device management là kiểm tra được ngày kích hoạt trên con máy của mình. Đấy, anh em nhớ nhá, chỉ có 4 bước thôi. Rồi câu hỏi thứ tư. Đây người anh em này hơi em nghĩ là người anh em này hơi xu hướng ngoài cổ anh ạ. Đấy, anh em hỏi là tại sao Aosema gần đây lại không thể xuất hiện nữa? Aosema thì bắt đầu nổi tiếng từ những cái năm từ 2016 và 2018. Cũng được một thời gian khá lâu rồi. Aosema cũng là một cái hãng mà tương đối cũng có một cái tuổi đời ở trong cái dòng phân khúc flycam tầm trung giá rẻ. Đó, và có những cái dòng mà cũng tương đối tốt nha. Aosema cũng là một những cái hãng đi đầu khi mà đưa công nghệ về gimbal chống rung lên trên những cái dòng flycam giá rẻ. Nhưng mà cái điểm yếu của Aosema đó là cái giá thành này. Thứ hai là khi mà bắt đầu là anh nhớ là những cái giai đoạn như Husqvarna hoặc là Zino, Husqvarna Zino mà ra những cái sản phẩm mới để cạnh tranh với Aosema thì Aosema đã không còn giữ được cái thị phần của
SMA thì sau này bắt đầu những cái năm 2020 thì bắt đầu có quay trở lại và những cái dòng flycam ở cái phân khúc khoảng 2-3 triệu cũng là phân khúc rẻ hơn, với là tránh cạnh tranh lại hút sàn những cái dòng mà ở phân khúc khoảng 5-6 triệu họ cắt giảm đi công nghệ để bán ra thị trường. Tuy nhiên thì nó cũng lại không có nhiều tiếng vang lắm, tại vì là trong cái tầm giá là từ khoảng 3 triệu là có SDRC rồi. SDRC thì cũng là một cái hãng mà sản xuất mà khi mà nổi lên cái là nó đã kiểm soát về chất lượng sản phẩm khá tốt. Và SMA gần như là bây giờ đã không còn cái dấu ấn gì ở trên thị trường rồi. Bởi vì những cái phân khúc bây giờ nó đã định hình, còn những cái hãng, những cái ông lớn họ đã sản xuất rất là lâu đời. Thì để mà thực sự để mà cạnh tranh được ở trong cái, những cái tầm giá mà phân khúc giá rẻ thì bây giờ với những cái thị trường flycam và drone thì là có cái mức độ mật độ cạnh tranh rất cao. Và vì vậy cho nên để mà đưa được cái sản phẩm ra thị trường để mà thị trường khách hàng chấp nhận thì nó phải thực sự là có ưu việt gì không. Cho nào SMA thì anh đánh giá là họ không có bước cải tiến gì về công nghệ đấy. Cho nên là cái vì vậy cho nên là cái việc mà họ bị thay thế là cái điều mà tất nhiên thôi. Còn tất nhiên là kỳ vọng là trong tương lai thì họ có một cái cải tiến nào đấy thì chúng ta sẽ chờ đón trong tương lai, thì hy vọng là SMA sẽ trở lại trên đường đua để cạnh tranh được đấy. Quan trọng là người dùng có thêm những cái sự lựa chọn mới, cái đấy thì anh em được lợi à. Rồi câu hỏi cuối cùng đấy là đây, cái câu này nó lại rất là liên kết với cái câu trên đấy nhá. Ừ. Đây câu này nó là người anh em này hỏi là vậy thì có hãng nào mà chất lượng flycam mà ngang cơ với cả DJI không? Ừ. Hãng nào chất lượng ngang cơ, câu hỏi này của anh em thực sự là để mà hãng ngang cơ thì cũng khó trả lời nhỉ. Thực ra thì trước khi trả lời cái câu hỏi của người anh em vừa rồi thì anh sẽ tóm tắt lại một số các cái yếu tố mà dẫn đến cái sự thành công của DJI trước ạ. DJI thực ra nó cũng không hẳn là một cái hãng mà sản xuất những cái chiếc flycam tốt nhất đâu, nhưng mà nó lại sản xuất những cái hãng gọi là những cái chiếc flycam mà giá hợp lý nhất. DJI thì nó có trụ sở tại Thâm Quyến, Trung Quốc, và cái bề dày phát triển lịch sử của DJI thì khi mà họ phát triển những chiếc máy bay không người lái, họ được có những cái khoản đầu tư mạo hiểm khổng lồ. Ngoài ra thì DJI cái mức giá thành để cạnh tranh nó rất là hợp lý, rất là rẻ, đồ Trung Quốc mà. Nhiều khi là đấy có cái lợi như thế. Khi mà mỗi một cái sản phẩm có một cái chất lượng quay độ nét cao, có một cái cấu hình tốt, chất lượng phần cứng tốt mà lại giá thành hợp lý, mà lại giá thành rất cạnh tranh. À, ví dụ như cùng một cái cấu hình đấy thì có trên thế giới có những cái hãng như Anafi này hoặc Parrot này. Đấy, thì cái giá thành của nó đâu đấy để mà cạnh tranh được với DJI cùng một cái chất lượng phần cứng như vậy thì cái giá thành của nó đâu đấy nó khoảng vào mấy nghìn đô thôi. Với là khách hàng bình thường người dùng rất là khó tiếp cận. DJI thì có một cái đó chính là cái điểm mạnh của họ là cái giá thành hợp lý và cái chất lượng phần cứng cực kỳ tốt. Đó, nghiên cứu họ đã có những làm chủ những cái công nghệ về máy bay không người lái để mà cạnh tranh được với DJI. Gọi là chất lượng, nếu mà đặt tiêu chí về chất lượng thì trên thế giới cũng có rất nhiều hãng có một cái chất lượng tương đương, ví dụ như Parrot này hoặc Autel đấy. Và có vừa rồi có những cái con như của Skydio 2, còn cái công nghệ về phát hiện vật cản và dựng bản đồ 3D của nó còn kinh hơn cả DJI cơ. Nhưng mà cái vấn đề cái rào cản lớn nhất là cái giá thành rất là khó tiếp cận đó. Cho nên là đến bây giờ thì DJI họ đã chiếm hơn 80% thị phần toàn thế giới, ngoài những cái yếu tố về cấu hình, cái chất lượng máy bay, và ngoài ra thì là cái giá thành nó rất hợp lý, rất dễ tiếp cận. Ngoài ra thì cũng có một cái điểm nữa để mà người dùng dễ tiếp cận hơn, đó chính là cái yếu tố về những cái nhà mà hoạch định chiến lược của DJI ấy. Họ đánh vào những cái thị phần, những cái nước ví dụ như Việt Nam ấy, là họ đã có những cái chiến lược để vào rồi. Ngoài cái vấn đề là cung cấp sản phẩm ra thị trường, còn là có những cái để bảo hành dịch vụ, còn những cái hậu cần đó. Cái chế độ khác, đúng rồi, nó còn phải chế độ đi kèm nữa chứ không phải bán xong là xong. Bán xong là xong thì rất dễ mất khách, nhưng quan trọng là phải giữ được khách, còn phải bảo hành. Ngày xưa ví dụ cách đây khoảng 5 năm để mà đi bảo hành một chiếc flycam của DJI có khi mất cả 2 tháng, phải gửi ra nước nhà máy còn nước ngoài xong gửi về. Nhưng bây giờ thì DJI họ đã có những cái chú tâm vào những cái thị trường như kiểu Việt Nam rồi đấy, thì cái chế độ bảo hành rất là nhanh, đâu đấy chỉ khoảng cùng lắm là khoảng tháng thôi. Mà đôi khi là cái việc mà nếu như bây giờ anh em không có máy chơi còn được cho mượn máy để mà dùng tạm trước đấy. Xong đấy cũng có người anh em của mình mà mua mini NE bảo hành đúng là phải lúc đấy phải gửi sang nhà máy, nhưng mà chỉ mất là khoảng đâu đấy khoảng gần nửa tháng sau là
là nhà máy nhà xuất cho mượn hẳn một con máy gửi trước về trước. Đấy. Vì khách hàng nhất có thể. Đúng rồi, họ có một cái dịch vụ hậu mãi rất là tốt, sau bán hàng cực kỳ tốt. Vì vậy cho nên là dần dần cái thị phần của design cứ dần dần cứ chiếm dần chiếm dần. Còn nếu mà ở góc độ về chất lượng phần cứng thì cũng có rất nhiều hãng, nhưng mà bị rào cản về giá thành thôi. Vẫn là giá thành thôi. Và giá thành nó quan trọng mà. Nhưng mà có một cái có là điểm yếu nhá. Đã nói về điểm mạnh của DJI rồi thì chúng ta sẽ nói qua một chút về điểm yếu. Thì điểm yếu của DJI ấy, nó vẫn bị một cái mác gọi là mác Trung Quốc. Đấy, rất là nhiều anh em sẽ hỏi là con này ở đâu xịn như này, mấy chục triệu như này, vẫn là đồ Trung Quốc à. Nhưng mà thực tế thì bây giờ là cái công nghệ của Trung Quốc nó cũng rất là kinh khủng rồi. Rất là kinh khủng rồi và đồ mày cũng rất là cao rồi. Có những cái về khi mà cái mác của Trung Quốc thì sẽ gặp những cái ví dụ như những đối tượng khách hàng, doanh nghiệp, tổ chức và những cái cơ quan thì họ lại rất là ngại dùng của Trung Quốc, tại vì là thiết bị mà bay trên trời và để quay chụp và cần những cái mà nó độ quan trọng và bảo mật dữ liệu thì đôi khi là người ta sẽ bị nghi ngại ở cái vấn đề đó. Tại vì vậy cho nên là với những cái tệp khách hàng như vậy thì có thể là lựa chọn những cái hãng khác và cái thị trường ví dụ như là sang Mỹ hoặc mua đặt ở Mỹ, ở Pháp là có những cái hãng rất là nổi tiếng. Parrot cũng là một cái hãng flycam của Pháp và được công nhận bởi một cái chứng chỉ từ đấy của Hoa Kỳ. Nói chung là ngang cơ với DJI là có, nhưng mà DJI nó lại chiếm được cái thị phần cao hơn là bởi vì là nó ngon này, nó bổ này, nó còn hợp lý nữa. Nó hợp lý nên là khách hàng bao giờ người ta cũng sẽ cân nhắc và người ta sẽ ưu tiên cái hợp lý hơn. Chính xác, đó là cái giá thành nó hợp lý, nó dễ tiếp cận thì được người dùng đón nhận thôi. Còn về cái nói về căn cứ về chất lượng thì cũng rất nhiều hãng chất lượng. Rồi, như vậy là chúng ta đã đi qua 5 câu hỏi của số Q&A tuần này. Và cảm ơn anh em đã theo dõi đến cuối video. Chào tạm biệt anh em, xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào và hẹn gặp lại.